rất là hoành tráng, mọi thứ rất là hoành tráng. Một cuốn sách nó dài không thể nào tưởng tượng được hết. Rất là cực, tốn rất là nhiều công sức của mọi người. Nó tốn đến 1 tỷ đồng, hơn 100 người trong 100 giờ có 1 shot. Chung con hẹn đó, cái câu đầu tiên dễ thương nghe. Xong là bây giờ phải làm sao một đứa con nít á, nó có chạy lợi nè, cái chạy lợi chuyện đầu tiên nó đá banh cái. Thật sự ra mà nói thì Thành có cái ý tưởng về one shot để mở đầu phim. Thành luôn muốn làm một cái gì đó nó mới lạ và nó đặc biệt. Tại vì nếu mình làm phim mà mình có cơ hội, mình nên làm những cái nó hơi khó mà không phải ai cũng có thể làm được, để khán giả họ xem được những cái điều thú vị hơn. Thì đó là ý tưởng thôi, còn thực hiện nó như thế nào lại tùy thuộc vào cái người cộng tác với mình. May mắn là mình có một ekip diễn viên quá giỏi, với lại một người DOP xuất sắc. Diệp Thế Vinh là một cái người đã rớt và thích thú với những gì Thành đề nghị, và anh ta đã đẻ ra một cái shot mà nó dài ngoài cái mong đợi của Trấn Thành. Cái bối cảnh rất là đẹp nha, nói chung là không thể nào tưởng tượng được. Ở đây mọi thứ nó đều xuất sắc. Cái cú máy này là phải tập mấy ngày, một ngày set up, một ngày tập và một ngày quay. Khó nhất đó là cái sự phối hợp của mọi người với nhau, nên là mọi người phải phối hợp một cách, tập trung một cách tuyệt đối. Trong cả 100 người đó mà chỉ được một người chật chút xíu thôi là sẽ phải quay lại từ đầu. Đó là thiệt á. Tưởng tượng mày đời nó sao thì nó y vậy. Tập được 1 tiếng 2 tiếng cái mưa, mọi người phải tập dưới mưa, chứ không tập dưới mưa là ngày mai không quay được. Trời, làm cái cảnh đó mọi người cũng crazy vậy. Khi mà quay là phải tới từ 4 giờ sáng. Là từ cái đầu cầu Nguyễn Văn Cừ có cái cần cẩu, nó câu cái máy xuống với cái chân cầu. Vừa xuống tới chân cầu phải có ông ba lên tháo liền cho kịp thời. Xong rồi chạy xe điện á, chạy cái xe đó mà phải chạy khéo nha, tại vì cái sai cái là nó té. Mà muốn vô được cái nơi mà em và một số anh chị diễn viên nữa đang đóng đó, thì nó trải qua rất là nhiều khâu. Chưa kịp tới mình nữa là đã cắt, quay mo quay lại. Gì mà làm hoài, quay hoài mà sao không được. Khó nhất đó là làm việc với đứa nít. Quý vị biết là thằng Tuấn nó chạy mấy chục lần một chỉ, sợ là nó quá mệt, nó không thể đáp ứng được tiếp thôi. Con chạy rất là nhiều lần á, con rất mệt á. Con sợ con quay không được xong có phải làm lại hoài á. Mọi người cũng mệt. Nhưng mà công nhận Tuấn nó quá dễ thương, nó cực kỳ đáng yêu. Hỏi con có mệt không? Dạ có. Mà con tiếp tục được không? Dạ được. Không thể nào tưởng tượng được hết. Má vào quay phim là má là theo trường phái là phải tin tôi mới làm. Má phải rất là tập trung. Phải nói là để đời hãnh diện. Thì cũng may mắn là cái cuốn quay mà mình lấy được thì mình hài lòng tất cả mọi thứ. Mấy anh chị có sống ở hẻm chưa? Bất cứ con hẻm nào của Sài Gòn cũng chứa đựng dạng điều kỳ thú trong đó. Mà hẻm tôi vui nhất nha. Ở nơi bà con trầm sớm ai cũng yêu thương nhau, coi nhau như anh em ruột thịt trong gia đình vậy đó. Nói thiệt. Đó, ngày này muốn nhậu là sao không vậy? Cặp đôi hạnh phúc đó là ba má của con này nè. Thằng Tuấn đích bự, đó là bạn chí cốt con út nhà tôi, con bù tọ. Con nít sớm đầu động mà nó quậy sanh bệnh. Nhìn mặt nó đi. Đó, nó đụng tao mà nó còn nhìn nữa kìa. Đó, thấy không? Đó, đụng nữa đó. Thấy nó chạy mà tôi sanh hận. Chắc nó nghĩ trong xóm ai cũng rảnh như nó. Đời đâu có vậy con. Đây, con ruột chị hai tôi, chúa tể môi giới bất động sản, bình lợi. Wow, amazing.